Bữa nay 20 tây nha cô chú anh chị. Bữa hổm con sale á, một cái bánh kem và một cây hồng. Con bị chữ dở bẹt chứ gì. Chồng con nó nói rảnh lắm, bán kiểu đó rồi nhiều cô chú người ta nói là mày sale, nhưng mà thật sự là 10 khách vẫn mua được, nhưng mà một người khách đó mua được thôi. Rồi có một số người nói là vừa coi video nửa tiếng sau gọi lại là bán mất rồi, nhưng mà thật sự là có bán được và cũng có người mua được, cũng có nhiều khách đã comment giùm rồi, cũng cảm ơn lắm luôn. Nhưng mà từ nay về sau sẽ không có chơi ngu như vậy nữa, sale theo một cái đơn, ví dụ như là trong một cái lô đó còn một cây duy nhất thì còn sẽ sale rẻ, chứ không có làm cái kiểu chơi ngu như thế ha. Cái này là Kiều đã bỏ tật ngu rồi, thì hôm nay vẫn có bán hàng rẻ cho cô chú anh chị. Trong cái video này cô chú anh chị đón xem tới cuối clip giùm con á, có một hai cây còn một, trong một lô còn một cây hoặc hai cây, con sẽ bán rẻ những cái cây đó, giống như vừa bán vừa tặng cho mình nha. Rồi con bây giờ con bắt đầu vào cái video của con đây nha. Rồi bữa nay bỏ tật chơi ngu kiểu đó rồi, bây giờ vẫn là bán giống như cái cây nho này nè. Một hồi con sẽ bán chỉ còn một cây này. Cô chú đã xem clip của con, cô chú có nhớ không, cái lô này ngày xưa con rất là nhiều ha. Bây giờ con còn thật sự là một cây duy nhất này, thì một hồi con sẽ quay qua báo giá và bán cái cây này nha cô chú nha. Con sẽ bán vừa cho mình cái cây này, ok nha. Rồi mong là cô chú đăng ký kênh, like, share và chia sẻ giúp con, để cái kênh của con càng ngày càng hoạt động mạnh hơn, để tương tác nhiều hơn, để có thể bán cây cho cô chú lâu dài hơn nữa nha. Rồi con vào vấn đề luôn. Cái cây trước mặt con là một cây tứ quý rất là đẹp, nó là một dạng là một cốt ha, một cốt thẳng thoát thân lên tầm khoảng 50cm xong rồi nó mới tỏ tàn. Nhưng mà cái này là con chưa cắt tỉa, một khi cô chú về cắt tỉa lại thì em ấy đẹp giống như một hoa hậu vậy đó. Cái cây 23 này con đang bán cho mình là giá 1,3 triệu là con bao cước, do cái lô này con lấy thật sự nó rất là đẹp và cái giá nó cao, thật sự là như vậy. Con bán 1,3 triệu bao cước cho mình ha, tặng thêm chương trình quà tặng các kiểu gì đó. Nhưng mà thứ nhất con hay quên lắm, nhắc giùm con một cái, có nhiều đơn thật sự là con quên, ví dụ như cây này mà thích cây lựu Ấn Độ, quên cho điện thoại, sao mày không cho tao cây lựu, tao khoái cái lựu, tao chờ quà tặng mà mày không cho. Rồi mày bây giờ gửi sao cho tao nha, gửi thêm lần nữa, gửi cây lựu vô, gửi đi một cây lựu duy nhất, đi sao cây nho đi trước, mất thêm 25.000 tiền phí nữa. Cái đó có phải là chơi điên và chơi ngu không? Não thì hay quên, mà bài đặt làm chương trình này kia các kiểu cho cô chú nữa thì cũng khổ. Đây, cây 23 là một cây tứ quý nha cô chú anh chị, cực kỳ già cây ha. Rồi cây một cốt thẳng luôn, tán tròn xòe 1,3 triệu. Cô chú nào đang coi kênh, đăng ký kênh, like, share và chia sẻ. Nếu thích cái cây 23 gọi ngay 0919707848 hoặc 0945707848 giùm con để đặt mua cái cây đó. Cho con cái địa chỉ, số nhà và số điện thoại cụ thể, con sẽ cho shipper mang tới tận nhà. Mình kiểm tra cây và nói chung là kiểm tra cây rồi thanh toán qua shipper luôn, khỏi chuyển cọc các kiểu gì cho con hết. Con mua bán trăm lần dễ với cô chú anh chị luôn ha. Rồi bây giờ qua cái cây tiếp theo là cái cây đỏ 12 vụ số 21 buộc dây trắng này, con đang bán là 1,000,000 là bao cước cho mình. Thì con kéo ra một lô này con còn khoảng 100 cây lận, nhưng mà con chỉ kéo ra hai cây này vì nó rất là nhiều trái ha. Đằng sau cũng còn rất là nhiều cây giống như thế này ha. Cây 21 là đang rất là nhiều trái cho mình luôn. Một cây nho đỏ 12 vụ, có nhiều cô chú anh chị nói nó chua, thật sự là nó có chua hơn tứ quý một chút nhưng mà nó vẫn ngon. Có cô chú anh chị lại vườn nha, mày nói là này hơi chua rồi, để tao ăn thử cái, ừ cũng được, ngon chứ không có chua. Đó là nó như vậy, thật sự là nó cũng ngon chứ không có chua nha cô chú. Nó chỉ không có ngọt đậm bằng tứ quý một chút thôi. Cái cây số 27 là cái cây, trời trời, cái cây này con bán ế truyền kiếp mà không hiểu lý do gì sao ha. Ai hôm nay coi clip này ha, hốt giùm em này giùm con ha. Cây kế bên 1,000,000, cây này bán cũng 1,000,000 bao cước luôn. Đó, nó sai trái kinh khủng lắm cô chú anh chị. Đó rồi, chiều cao nằm tổng thể nó nằm khoảng 1,5m tính luôn cả bầu nha cô chú anh chị nha. Cây số 28 là một cây tứ quý rất là đẹp, tán rất là xum xuê luôn. Cây này về cắt tỉa lại thì tuyệt vời đẹp rồi. Cái cây số 28 buộc dây đỏ này á, là ong dây lại, thật sự nó cũng chung lô với cái cây số 23 thôi, nhưng mà cây 23 bù nó chắc rồi nên là không có ong dây ha. Và cây số 28 còn hai nắm đầu con lôi á, nặng khi không nổi nắm đầu kéo mà, nên ông anh con ông dây lại cho nó chắc cái bầu, khi con nắm đầu con gị tụi nó thì nó sẽ không có xuất cái quần ra. Rồi cây 28 là cái cây tứ quý rất là đẹp và rất là già cây, lô này con đang bán là
1,3 triệu cho mình là con bao cước về tới nhà nha cô chú anh chị nha. Cây số 18, con nói 68 là một cái cây rất là đẹp của clip rồi. Có nhiều cô chú anh chị thảy tới, thảy lui, thảy qua, thảy lại, chọn tới, chọn lui, cuối cùng cây 68 lại nó nằm rớt lại đây. Nó rất là to luôn, cây 68 nó rất là to, hoành gốc hồi nãy đo là 12 hoành ha. Em ấy rất là già cây và một gốc này là gốc xịn sò nha cô chú anh chị nha. Là 1,3 triệu con bao cước cho mình về tới nhà luôn đó. Là con ship toàn quốc luôn ha, xếp cốt toàn quốc luôn, con gửi bên dịch vụ GNT cho mình, mang tới nhà mình kiểm tra cây, thanh toán cho shipper cho con, không cần đặt cọc trước, bán trăm lần dễ cho cô chú anh chị luôn ha. Kiểm tra hàng mà lộn cây rồi thì trả về con Kiều nó chịu tiền cước hai phí, phí đi và phí về kệ cha nó, tại vì cái lỗi đó là cái lỗi của nó giao không đúng cây, nên là cô chú yên tâm ha. Mua cây nho là phải ra cây nho chứ không thể mua cây nho mà ra cây nguyệt quế, ok chưa. Cái cây số 14 là một cây tứ quý lùng xòe tán cực kỳ to này luôn cô chú anh chị, nhưng mà con chưa có tỉa phần trong, nhìn nó không có thoáng lắm, nhưng mà về nếu cô chú tỉa phần trong lên thì em ấy thoáng, nhưng mà cắt tỉa lên lên chậu rồi là nhìn không ra cái cây nho 1,3 triệu này nữa đâu, nó đã lên tiền ít nhất cũng phải 2 triệu rồi, cũng đẹp quá mà ha. Nhưng mà cái chỗ của con bán cái cây này 1,3 triệu thật sự cô chú không có mua ở đâu được một cây tứ quý mà cái gốc nó to mà dáng nó ra đã đều như thế này ha. Rồi cây 14 1,3 triệu, cây 13 là một cốt hẳn luôn, dáng nhìn xa xa em ấy không có thua gì mấy anh chị trước của nó đâu, rất là đẹp nha. Rồi cây 13 cũng là 1,3 triệu luôn, là một gốc tứ quý, con hồi nãy đã hạo hoành là hoành 12 nha cô chú anh chị nha. Rồi bây giờ tứ quý đã qua, cái táo bây giờ cái táo bữa nay hết trơn trái rồi hết trơn trái rồi, nhiều khi cô chú anh chị nói hết trái rồi thì mày bán rẻ cho tao đi, nhưng mà rẻ thì cũng chút đỉnh vài 30 ngàn thôi, chứ rẻ quá thì nó mất đi cái phần lời của con. Ở trong đó có nhiều cô chú anh chị nói mày bán mày lời ít hoặc không có lời, thật sự là có không có lời nha. Một hồi con sẽ nói tới cái chỗ này ha, lấy gì nuôi con, thật sự bán là mình phải có đồng lời để mình sống và mình nuôi con của mình, cái đó là đúng rồi, nhưng mà lời rất là ít. Có những cái con bán lỗ, thật sự trong cuộc đời con nói con bán cây, có những cây con bán lỗ, cái đó thật sự là có nha cô chú anh chị, có. Ví dụ như trong một lô 100 cây bán hết 97 cây, còn 3 cây chấp nhận bán lỗ để xả hàng, cái lời của mình nó đã đi phía trước, mình bán lỗ, ok, cái đó là cái lỗ thật sự có chứ không phải là không đâu nha. Cây số 15 nhiều khi á con chú anh, nhiều khi cái video của con vô thôi xong rồi á, ngồi lắng nghe con nói cái gì đó không biết, nói sai cái gì đó sai một tí xíu thôi là bóc phốt bắt bẻ các kiểu, mà con không biết các anh chị đó ngồi ở đâu canh con nữa, chờ con ra video để nhào vô để bắt đầu bắt phốt các kiểu rồi để bắt lỗi từng chi tiết luôn á, con sợ không mà kệ, sợ con cũng kệ, bóc gì đó bóc nhưng mà bóc phải đúng nha. Rồi ok, cây 15 là một cái cây, cây 15 là một cái cây hồ lô, cây 15 là một cái cây hồ lô dáng thẳng cực thẳng luôn. Cây 15 một cây hồ lô này con đang bán 700 bao cước về tới nhà cho mình luôn đó. Bữa nay hết trái rồi nhưng mà cái cây này rất là đẹp. Cây này là đẹp lắm, về mình trồng để mình đón cái mùa trái sau thôi, nhưng mà chuẩn hồ lô cho cô chú nha. Lũ tím con còn một cây lũ cao duy nhất này nè. Đó, con về mấy chục cây thì con còn một cây như thế này ha. Cái lô này hôm bữa là con bán là giá 1,3 triệu là con bao cước về tới nhà thật sự luôn. Mà bữa nay con chấp nhận con bán 1,2 triệu vì con còn một cây duy nhất như thế này là con bán 1,2 triệu con bao cước về tới nhà. Một cây lũ tím nó đang có 5 trái như thế này, 6 trái lận, 7 trái lận mà rụng mất 2 trái rồi, bây giờ còn 5 trái. Đây là một trái lũ tím nha cô chú nha. Đó. Đây, cây này về á, thả xuống đất cái trái này về chỉ ngắm thôi chứ thật sự là ăn không có ngon và không có được. Nhìn cái chậu như thế này mà nuôi 5 trái, thật sự cái trái này nó không có chuẩn nha cô chú nha. Lứa sau mình lấy trái nha, cái nào con nói thiệt. Trái thì trung bình to khoảng 350 đến 400 gram thôi chứ không có to lắm giống như những dòng Ấn Độ hoặc Peru đâu. Nhưng mà nó đẹp, được cái mẫu mã đẹp, tím từ trong ra ngoài, ruột nó cũng là tím luôn. Mà hiện tại 5 trái này thì về cho mình ngắm đẹp để mình biết nó là lũ tím thôi, chứ mình ăn trái mùa sau nó sẽ chắc chắn và nó sẽ ngon hơn. Rồi con chở qua cái cây này là cái cây số 17, là một cây táo Barberet, tức là thằng cháu trái đỏ đó. Đây trái còn được trái đây, trời ơi mừng quá, hên quá. Đây trái màu đỏ như thế này nè, đó dòng này là trái đỏ từ trong ra ngoài luôn. Con còn khoảng 15 đến 20 cây về phía sau thì con còn hồ lô và Barberet thôi, còn cái thằng Sugarcane hoặc Honey Year thì con đã hết rồi nha. Đây
Cây này con đang bán cho mình là giá 700, là con bao cước về tới nhà cho mình, cây số 17, Baby Red số 17 nè. Ôi này cái gì đây mà xỉu lên xỉu xuống đây vậy trời. Nay gặp bão tố gì mà xỉu lên xỉu xuống đây. Rồi, Baby Red 17 nha. Hai cây đó là khách mua rồi, bỏ qua bên không quay, chứ thật sự là cây tứ quý đó nó đẹp rụng rúng rụng tim luôn đó. Con không gắn số không quay, cây táo đó cũng đã bán rồi ha. Đẹp không cô chú ha? Wow, rất là đẹp. Đây, cây Baby Red số 18 nè. Cây Baby Red số 18 cũng là giá cây này hả? 700 còn thương lượng đi cô chú, tại vì còn 15 cây nhà có thể con sale đó cô chú nào ôm 3 4 5 cây thì điện con bán giá rẻ cho. Hết rồi, bán nhanh quá. Cây kế bên là một cây Baby Red luôn, cây Baby Red số 19 này cũng đẹp, 19 này cũng đẹp luôn nè. Cây Baby Red này á cô chú gọi cho con đi, 700 còn thương lượng luôn á, mua 2 3 4 cây con bán giá hữu nghị cho, hết trái rồi, thật sự hết trái rồi. Nhưng mà bán bớt vài chục ngàn cho cô chú uống cà phê. Đó. Bây giờ cây nho chậu đỏ này con không có gắn số, đây là một cây nho chậu đỏ ha. Hàng này là gốc xịn nè, đây nè. Con quay clip này chắc 15 phút thôi, đặng con tải cho nó nhanh. Đây, cây nho này nè ha. Con bán cho mình là giá 200 ngàn là con bao cước luôn cô chú ok với con không? Ok nha. Cây nho đỏ này ha, về trồng tầm khoảng 5 đến 6 tháng trở lại nữa là nó có ra hoa thôi. Hàng này là hàng xịn ha. Đưa bộ đế luôn nè cô chú anh chị nữa. Đây nè. Bộ tàng là lực lưỡng luôn, về trồng vô phân dinh dưỡng hữu cơ đồ các kiểu vô cho em ấy phì lên liền. Tại vì cái còn một cây hai cây á, cái con ít xíu săn sóc nằm phía sau hè đó, lôi ra để quay để bán vừa cho cô chú, để bắt đầu cô chú thương đăng ký like sale và chia sẻ giùm con. Cái cây này 200 ngàn không có đi đâu mua được cây nho đỏ giống vậy 200 ngàn đâu, mà bao cước nữa, mà tiền cước là 25 ngàn đó, tức là cái cây này còn 175 ngàn á. Con bán cái cây này cái bắt đầu thế nào cũng gọi vô điện thoại chồng con coi cây nho 200 ngàn còn không, cây nho 200 ngàn còn không, cái quay qua ổng chửi con tức nào cũng vậy. Nó bán kiểu đó mà nguyên clip bán được có một cây một hả, tại vì ai cũng chờ coi cây đó không có. Thật sự táo hôm bữa con nhập về con bán hết trơn rồi, không còn. Thật sự là cô chú cũng thương, cũng mua, cũng ủng hộ, chứ không phải là bán có một mình mấy cây sale đâu. Đây, trước mặt con là cây nho tứ quý nè, cây số 20 nè ha, rất là to luôn. Cây này con đang bán 1.3 triệu là con bao cước về tới nhà cho mình đó. Cái lô tứ quý này thật sự là cô chú không mua là lần sau con không có nhập được cái lô giống như vậy nữa đâu. Nó rất là đẹp, không phải là ở đâu nó cũng có và lúc nào nó cũng về. Ví dụ như thôi bữa nay không mua, chờ vài bữa có cây đẹp hơn rồi mua. Không có, ví dụ như lô đó con bốc về hết rồi là nó sẽ không còn lô thứ hai giống như vậy nữa, lô sau nó sẽ không được đẹp giống như cái lô này đâu ạ. Đang ra mầm đẹp nè. Đây, táo cái thằng Sugar Cane là con còn một cây duy nhất nè, nằm trong chậu cây số 22 nè, là một cây duy nhất. Con thờ luôn là còn một cây duy nhất trong ngày hôm nay thôi. Đây, được một trái. Còn có một trái à cô chú anh chị ơi. Còn một cây duy nhất ha. Còn một cây duy nhất, còn một trái luôn thôi, không còn cái cây thứ hai đâu. Cái cây này con bán bữa hổm là con bán 1.1 triệu bao cước, nhưng mà còn một cây thì con bán 1 triệu con bao cước, cô chú cho không ha. Đó còn cây duy nhất con bán cây số 22, một cây táo Sugar Cane số 22, 1 triệu bao cước. Rồi cho qua, thật sự đi ra vườn quay cho cô chú xem coi, nãy giờ con có nói xạo nói dốc gì không, để cô chú nói mày nói xạo nói dốc nói điểu nói điêu các kiểu nè. Cô chú thấy không, trống sân hết rồi. Lô tứ quý hôm bữa con về 180 cây con bán trống sân hết rồi. À, con còn cái cây nho này nãy cái bầu nặng quá con không có kéo vô nhà được. Cây nho cao 1m8 gần 2m này rất là to, một cây nho tứ quý hoa thoát thân rất là đẹp luôn, đang có nhiều hoa luôn. Cây nho tứ quý này đang bán là giá 1.3 triệu là con bao cước về tới nhà. Cây nho này không có gắn số, cô chú gọi cho con nói Kiều ơi cây nho không gắn số, tứ quý cao 1m8 1m9 nó còn không mậy, còn cho tao lấy cây đó là ok, là con biết cây nào rồi. Tại nãy cây này tính kéo vô gắn số nhưng mà nặng quá, cô chú thấy không, con bê không có nổi, con kéo nó có lằn hết trơn vậy đó. Rồi cây này là con bán là 1.3 triệu bao cước, một cây nho to vật vã luôn, chiều cao 1m8 luôn, 1m9 luôn. Đây, một với tay của con như thế này là cô chú biết nó cao và nó to tới cỡ nào ha. Cô chú nào đang cần một cây nho cao á thì lấy cái cây này sẽ không có hối tiếc gì đâu nha, rất là rẻ nè. Táo là con còn khoảng chừng 15 cây đó, còn có nhiêu đó là còn hồ lô với Baby Red với lại con còn có hai loại thôi, còn hồ lô với Baby Red thôi. Còn lại cái thằng này, ba cây này là khách lấy rồi bỏ riêng rồi nè, thấy không.
Còn lại hồ lô với Barbie Red giá nó dao động từ 650 đến 700 ngàn tùy theo cây cô chú gọi cho con ha. Để biết đường nè, nếu có Zalo thì Zalo 0945707848, con chụp hình cây cho mình chọn nha cô chú nha. Con hết rồi đó, cái thằng đó đó hết rồi, chống sân hết rồi ha. Đây chống chống hết trơn rồi rồi, ok đi qua đây cho cô chú xem nè. Nè à, thằng này Barbie Red bỏ qua bên này đó. Ví dụ như cây nho mà hàng xịn sò mà đế quái này, đập bonsai này đó, cây này là cây tứ quý nè đó, trái nó rất là to như thế này mà trái nó vẫn chưa chuẩn nè, nó chưa có căng đét lên nè đó. Đây, cái dòng này nè, nếu cô chú lấy á, thì gọi cho con ha, 0945707848 ha, để mình biết cái giá và cái dáng từng cây nha cô chú, tại vì nó tùy hoành, nó khác hoành nhau á đó. Cô chú thấy trái nó mọc trong rễ không đó, nó lên tới trên ngọn luôn á, chiều cao nằm tầm 2,5 mét luôn á, nhưng mà chồng con cuôn tàn xuống á. Nhưng mà vẫn còn một số cây chưa cuôn, nếu cô chú thích tàn tầm 2,5 mét đến 3 mét thì vẫn còn phía bên đó đó đó. Còn cái này thì cắt xuống rồi nè đó ha, cô chú gọi cho con để mình lấy cái dòng lớn hơn ha, dòng lớn hơn này. Vườn con còn tầm khoảng 200 cây cái dòng lớn này nha cô chú anh chị nha, để trái nó mọc trong rễ như thế này ha. Thằng này về thay một cái chậu đẹp ha, để trước mấy cái không gian biệt thự thì tuyệt vời luôn ha. Rồi ok đó, rất là đẹp rồi. Cây tứ quý một cốt này con không có gắn số này, nhưng mà cũng nằm ở lô 1,3 triệu bột dây đỏ nè. Còn cái lô này là cái lô 1 triệu nè, cô chú thấy trái chi chít không, nhưng mà số lượng nhiều quá, con bê vô trong nhà con ginh vô, đặng con quay clip con ginh không có nổi, không mình nào ông anh về rồi chồng con đi giường, thì con chỉ có kéo một số cây vô làm mẫu thôi. Như cái cây này con đang bán 1 triệu nè, cái cây cặm cây tre nè, thấy không đó, cái cây này con đang bán 1 triệu là cây tứ quý ở 12 vụ nè. Nè cái trái tứ quý rồi, cái trái 12 vụ nè cô chú thấy không, nó cũng không có chênh lệch gì bao nhiêu đâu, nhưng mà thằng này chín như thế này là ăn được rồi nè đó cô chú, đừng có đợi nó chín đen quá ăn nó sẽ không có ngon á đó. 12 vụ là cỡ này là ăn rất là giòn rụm quá. Còn cái cây này á cũng là 1 triệu nè, loại củ lò rễ nè cô chú, thích cái loại củ lò rễ cô chú gọi con. Kiều ơi cây lò củ lò rễ 1 triệu còn không con, là con biết cây nào liền nha. Nói hay quên chứ mà cái clip của con đăng lên tầm từ đây tới tối hoặc tới sáng mai là cô chú gọi con còn nhớ, con còn nhớ mình là ai ha. Cũng chưa, con mới chích mũi 4 chưa chích mũi 5 ha, con vẫn còn bình tĩnh, nhưng mà đôi khi thì bị rớt não 5 phút thôi chứ không có rớt lâu ha cô chú. Có gì sai sót cô chú nhắc con, chửi con cũng được, mà đừng có giận, đừng có bỏ luôn con là được rồi ha. Rồi ok, con bán trống vườn nhiều rồi. Ngọt. Còn chà là thì chà là cái mô hàng DVD ha, bảo hành nè, chính sách bảo hành là đến khi cây có trái nè. Đó con đang bán nè cô chú thấy không, hàng này con đang ngâm nước đây, để chờ, nói chung là hàng ngâm nước để cho nó lớn để dễ bán thôi, chứ không ra bầu, ra bầu thì hơi khó bán, nhưng mà ra bầu rồi thì cây lớn thì con sẽ bán giá khác. Vú sữa hoàng kim nè, bánh kem đó thì ngày coi trong tuần sau thì con sẽ giao hết 4 cây lớn rồi, con sẽ còn 1 hoặc 2 cây lớn thôi ha, thì con sẽ còn cây này nè, cây nho đỏ số 710 nè, là 1,2 triệu là con bao cước nè, rất là đẹp, bộ tàn đẹp luôn nè đó. Có một số cây nó còn sót lại luôn, gắn số rồi là hầu như bán hết, ít khi nào con còn sót lại lắm đó. Trời gà nó làm kìa ông nội mẹ ơi. Còn hồng đen giống con còn ít cây nè, con còn 5 cây nữa ha, giá 300 một cây là con không có bao cước, chết cha, bữa nay có một đơn 2 cây hồng mà quên gửi đó, thấy chưa, 300 không bao cước nè. Bữa hổm ai xin cây táo thái cọn cây nữa nè, bữa hổm biết cây kia ai hốt được rồi nữa, hình như là cái em nào hốt không biết nữa, cọn cây táo thái nè, ai xin con cho nè, táo thái này về thả xuống là nó tốt lên á, mà tại vì là cây này để đây con không có thả xuống nên là nó không có được tốt nè. Còn một cây táo thái nha mọi người nha, một cây táo thái, trời ơi nó xỉu ông nội ơi, đó một cây táo thái thôi, nói chung thì về tút lại giùm con đi, ra bông rồi, trời ơi trời nè. Con còn nè một cây tắc ngọt nè, một ủa lộn cây tắc chua nè, cây tắc chua này trồng làm nước mắm được nè đó, ăn gỏi gà gỏi vịt các kiểu đó, đang có trái luôn nè, bỏ lăn lóc nè ha. Rồi ai xin cái gì thì nói với con, nhắc con các kiểu nha, con xin lỗi thật sự nhiều khi quên á, thiệt. Có nhiều chị nói ủa tôi chị xin cây lựu mà nhà có nho giống rồi cho chi nhiều vậy, quay rồi em quay rồi, dọn đi hoặc là để vô khúm đó thôi, sáng mai là bắt đầu để vòng vòng đó thôi, khỏi đẩy ra ngoài đây chi xa cực bắt hai, dạ để khu vực đó đi, dạ gọn vô đó đi, em mới quay xong thôi.
Còn tứ quý cỡ này là con đang bán 800 ngàn là bao cước này. Đó, nó đang nhiều hoa và nhiều trái như thế này nè. Có trái chín kìa trời. Đó. Tứ quý như thế này ha. Còn hồng đen sô-cô-la nè. Cây rất là to luôn ha. Dòng này là dòng xịn nha. Dòng này là bao quả bẹt luôn á. Bao quả bẹt cho cô chú dòng này. Mà cái bầu bự quá, con cũng không biết vận chuyển làm sao cho cô chú anh chị nữa. Cái bầu này bữa hổm thảy lên cái cân 48kg. Trời ơi, bán cái cây là cây to vậy thì con lời 200 ngàn thiệt, 250 luôn. Có cây á, nhưng mà đóng gói các kiểu xong mà tiền ship nữa. Chia tay, cây đó ai mua qua xe thì con bán, chứ bây giờ mà đóng ship là con Kiều thua. Con Kiều bây giờ chạy rồi. Đây, nho đỏ 12 vụ nè. Cây này thì gốc nó nhỏ, hoành nó nhỏ. Cây này con đang bán 9 triệu nè. Đó, hoành nó nhỏ nha cô chú. Tùy lô nha. Đó, thấy không? Đây. Đó, tại sao mà cây có cây 11, có cây 9? Lý do là hoành nó nhỏ, cái lô đó lấy về nó nhỏ. Cây đó hoành to đó. Đó, thấy không? Chi chích quả luôn. Này. Đó, rồi. Rồi, ủa, tính nói gì nữa trời? Tính nói gì ta? Ai bữa hổm bắt bẻ móc khóe gì con, tính nói gì quên nữa rồi. Để đi kiếm cái gì rẻ rẻ bán cho cô chú anh chị. Có cô chú anh chị hỏi là mày có quà tặng cây nho, cây lựu giống Peru không? Mà con thật sự là không có lựu giống Peru nha, con hết rồi. Sung nè, sung rất là khỏe nè cô chú. Chồng con không cắm cành nè, không cắm cành nè, ông cắm cành. Sao nó nảy mầm ta, nó nảy mầm mà nó sống không ta, nó không ra rễ à, nhún nhún rễ rồi. Đây con đi ra phía trước này, con có còn gì để con bán, con thanh lý được cho cô chú thì con thanh lý luôn nha. Peru, lụa Peru cỡ này là con đang bán 700 là bao cước về tới nhà nha ha. Tại sao cây nó bán càng lúc càng rẻ? Lý do đầu lô nó đẹp, sao cuối lô nó xấu, cái đó là lý do. Nhưng mà cây lựu này thì đẹp là to rồi. Đây nè, còn cây táo Thái nè, còn cây táo Thái nè, ai xin cho nè. Đây cây táo Thái nè nha, nhưng mà nó lên táo dại, lên cái cành này cành dại rồi về hớt bỏ cái cành dại. Cái cành này là Thái nè, cành này là cành dại nè. Đó, ai xin cho, nhưng mà phải mua đồ của con nha, tại vì cái táo này không thể nào mà đóng hạn mình lên nó. Ví dụ mua cây nho kiểu tao khoái cho tao thái, mày xin mày cho tao, mày khoái cho chanh Mỹ mày cho tao không được. Tự nhiên điện xin con cây như cây mấy cái cây này không, con đóng hạn không được nha. Na nè, na là nè, na dứa Đài Loan nè, trái to nè. Đó, này là quà tặng nè, còn bán lẻ là 30.000 cây nè. Bữa giờ tặng cũng nhiều dữ lắm luôn á, cây na to vật vả vậy nè. Đó, 30.000. Còn ai mua cây nho đơn hàng trên triệu, muốn lấy na tha, na dứa Đài Loan thì cho, không phải na Thái đâu nha, na này là na dứa nha cô chú anh chị nha. Đẹp lắm luôn rồi. Rồi thôi con chào cô chú anh chị, để con đăng clip lên ha. Lần nào nó mạng nhà con nó bị lắc á, lắc như lắc xuồng vậy đó. Nó lao lên chậm quá trời ha. Bữa nào cũng trễ, con chào cô chú nha. Con còn chanh nè, đăng ký kênh, like, share và chia sẻ giúp con. Chanh này thử mùi thèm thịt gà dễ sợ.